Alo. Chào anh, anh có nhận ra tôi không? Chào cô. Giọng của cô mà làm sao tôi không nhận ra được? Cũng may á, là anh nhận ra. Không mất công tôi kể lể dài dòng tội lỗi của anh để anh phải nhận ra. Cô gọi tôi có việc gì không? Có việc á thì tôi mới gọi cho anh. Tôi biết anh rất là bận với cương vị giám đốc mà. Đừng có vòng vo nữa, muốn gì nói thẳng ra đi. Tôi tưởng là anh thông minh đủ biết tôi muốn gì chứ. Nè, tôi không có rảnh mà nghe cô lải nhải đâu nha. Còn bao nhiêu? Sao anh dễ nóng vậy? Chúng ta không ai nợ ai. Đơn giản chỉ là tôi đòi lại sự công bằng do anh cướp mất thôi. Anh không có thành ý á thì tôi thôi vậy. Thôi được rồi, tôi trao đổi thẳng thắn với cô, muốn bao nhiêu? Anh cứ tính coi cái ghế giám đốc của anh đáng giá bao nhiêu. Hạnh phúc gia đình bên cô công chúa xinh đẹp, rồi nhà cao cửa rộng, xe sang, địa vị xã hội mà anh được mọi người ngưỡng mộ đáng giá bao nhiêu. Nếu như bây giờ tôi tung các bằng chứng ra, anh phải hiểu là mọi thứ sẽ tiêu tan hết. Đủ rồi nha. Anh cứ coi như vậy đi mà tính ha. Tất nhiên tôi hiểu. Vậy khi nào cô trao hết tất cả những bằng chứng cho tôi? Chừng nào anh giao đủ cho tôi 1 tỷ thì tôi đưa hết bằng chứng cho anh. 1 tỷ? Con bị điên hả? Tôi đào đâu ra 1 tỷ? Anh không có tư cách gì mà ngã giá với tôi bây giờ đâu. Tôi còn phải qua Hàn Quốc phẫu thuật gương mặt để làm lại cuộc đời. Thôi được rồi, tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn. Tôi sẽ đặt chuyến bay và cả bệnh viện sẽ phẫu thuật cho cô. Tôi cũng quen một ông bác sĩ thẩm mỹ ở Seoul, nhưng mà số tiền 1 tỷ không có liền đâu. Tôi chỉ đủ khả năng chuyển trước phần nửa số tiền đó thôi. Số còn lại khi nào anh chuyển cho tôi? Cô cho tôi biết thời gian cô muốn bay đi. Khi nào cô ra sân bay, tôi sẽ chuyển số còn lại. Tôi sẽ yêu cầu thư ký đặt vé cho cô. Bây giờ cô đọc ngày tháng năm sinh trong chứng minh thư của cô đi. Ok, chốt vậy nha. Khoan đã, tôi muốn anh chuyển cho tôi 2/3 số tiền trước. Số còn lại đích thân anh mang ra sân bay cho tôi. Tôi đành phải chịu cô thôi. Lần này anh đừng hòng có ý đồ gì lừa tôi hết. Nếu không á thì hậu quả sẽ khó lường đó. Anh đừng quên, toàn bộ bằng chứng tôi đang giữ ở một nơi rất an toàn. Tôi sẽ giữ vé máy bay của cô. Tôi cũng mong cô đừng có ý đồ gì đó lừa tôi. Nếu như cô không đưa toàn bộ bằng chứng cho tôi sẽ hủy toàn bộ chuyến đi của cô. Anh còn dám dở giọng đó ra với tôi nữa hả? Tôi xin lỗi, để làm cô nóng giận. Tôi cúp máy nha.